Rồi, mến chào quý bà con, cô bác anh chị yêu thích cây dừa bonsai nha. Trở lại với kênh bonsai dừa Quỳnh Linh nha. Hôm nay thì mình có một số phôi mini dừa sim mọi người. Dừa sim xanh. Cũng nhiều, số lượng hơi nhiều rồi. Mình cũng để một ít chơi thôi. Mình làm cái clip này để quay lên để chia sẻ phôi cho mọi người. Mọi người nào cần chuẩn bị phôi để sang năm có những cây bonsai dừa độc lạ nha, chơi Tết nha mọi người. Thì cứ liên hệ với mình sẽ để số điện thoại trên màn hình và những trang mạng Zalo, Facebook thì để cho mọi người liên hệ nha. Cái này là loại dừa sim xanh mọi người. Để mình lấy một cái cây sim xanh cho mọi người xem. Rồi đây mọi người. Dừa này là cái loại dừa sim xanh này nè mọi người. Mà cái này thì quá to. Còn cái này là siêu nhỏ nha mọi người. Siêu mini. Cái này là siêu mini có nha, mini có nha mọi người. Đều nảy mầm hết nha. Đây. Tất cả đều nảy mầm hết. Mọi người xem. Anh em nào, cô chú anh chị nào có kiếm phôi để chuẩn bị cho sang năm để mình có những cây bonsai đẹp thì cứ liên hệ với mình nha. Thời điểm này thì mình đầu năm mình chuẩn bị phôi làm những cây bonsai là dừa mọi người, là sang năm mình sẽ có những cây bonsai chuẩn và đẹp. Thường bonsai một cây từ 1 năm tuổi trở lên mới gọi là bonsai chuẩn đẹp mọi người. Rồi để mình sẽ đo cho mọi người xem cái trái, mình kiếm cái trái nào nhỏ nha. Trái này là cái dạng nhỏ, tầm trung nhỏ nhiều mọi người, nhiều cái loại này nè, cái loại này là nhiều hơn nha mọi người. Mình đo cho mọi người xem. Rồi cái này là 19 nha mọi người, hoành là 19 nha. Đây hoành 19 siêu mini. Rồi trái này là cái dạng to nè, to nhưng mà không có nhiều cái loại to này mọi người. Mọi người thích cái loại nào thì cứ liên hệ với mình nha. Cái này thì 26 mọi người. Đây 26, hoành 26. Loại này hơi to hơn chút. Đây. Loại này hơi to hơn cái loại nhỏ hơn ăn chút. Em đợi cho mọi người xem. Là nha. 22 nha mọi người. Cái này là hoành 22. Thì nó có loại 22 với cái loại nhỏ hơn để mình đo lại. Đây 22, loại này thử xem. Cái này là 21 nha mọi người. Là có 10, 19, 20, 21, 19, 22, 21. Rồi cô chú anh chị nào mà thích cái loại to như thế này á, thì cũng liên hệ với Linh luôn. Đây cái loại to này. Cái loại này là 26 mọi người. 26, vành 26. Đây vành 26. Toàn là gáo tròn vừa vừa nha mọi người. Vừa, không không tròn lắm, không dài lắm. Đó. Rồi, cô chú anh chị nào muốn kiếm phôi về để chơi bonsai, để dành cho sang năm có những cây bonsai đẹp thì cứ liên hệ với Linh nha. Cái trái này rất là lạ luôn mọi người. Nhìn đẹp chưa? Rồi, vậy là clip của mình xin tạm dừng ở đây nha. Rồi, cô chú anh chị yêu thích cái phôi nào, cỡ nào thì cứ liên hệ với Linh. Linh sẽ đo đúng kích cỡ và ship cho mọi người toàn quốc luôn nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau nha.